Ngợi khen Ngài cảm ơn Chúa có những bài học thật là ý nghĩa mà nó nằm ở trong nền văn hóa của người Do Thái mà Chúa đã dạy cho dân tộc họ. Rồi bây giờ Chúa đang dùng lời đó để dạy cho con dân của Chúa khắp nơi nữa. Chúa ơi xin Chúa ban ơn để cho chúng con thật sự nhận ra được cái sự hiện diện của Chúa luôn luôn ở cùng trên chúng con. Có những âm thanh từ nơi đáy lòng của chúng con từ nơi khí cụ của chúng con tất cả điều đó nó hợp lại bằng cả sự khao khát đó là chúng con mời Chúa luôn luôn hiện diện ở tại nơi chúng này để mỗi lần khi chúng con hát tại nơi đây khi chúng con đánh đàn khi chúng con thổi sáo khi chúng con thổi harmonica khi chúng con ca ngợi Chúa thì chúng con biết rằng Chúa đang hiện diện nơi đây và nhận lấy sự thờ phượng sự ngợi khen của chúng con Chúa ơi con cảm ơn Ngài Cảm ơn Chúa càng ngày chúng con càng biết rằng Được ở trong sự hiện diện của Ngài Thì đúng là còn phước hơn một ngàn ngày Ở giữa thế giới này nữa Và chúng con đang được từng hồi từng lúc Được kinh nghiệm điều mầu nhiệm này đây Có những lời từ trong kinh thánh Từ đọc bớt bao, bao nhiêu lần Nhưng chúng con cũng chưa mường tượng ra hết được Nhưng rồi dần 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 Ngài dẫn chúng con đi từng bước từng bước Cho đến chừng chúng con mới nhận ra được rằng đền tạm của Ngài, sự thờ phượng Ngài ở trong sự hiện diện của Ngài là một điều phước hạnh thế nào. Trời ơi, xin giờ này đây, xin tiếp tục chúc ước cho hội đồng của chúng con, trên đội hình thờ phượng của Malaysia, trên đội hình thờ phượng của tất cả các hội thánh địa phương dự phần tịnh ở đây. Ngay trong thời giờ này, còn nhân danh Chúa Yêu Chúa, Chúa đổ dầu trên các ban nhạc thờ phượng, đổ dầu trên những người đánh đàn, đổ dầu trên những người đánh đánh ọt đổ dầu trên những người đánh piano đổ vào trên những người đánh guitar đổ dầu của Ngài trên những người tỏi tù và và Chúa làm cho trong những ngày tới khi chúng con có một cơ hội để được nhóm lại hàng ngàn người thì âm vang của tù và âm vang của sự ngợi khen nó sẽ được kết hợp lại tạo nên một bầu không khí đầy thuộc linh tạo nên một thời điểm mà Chúa ơi sự vinh quang của Ngài sẽ đến giống như mà Ngài đến với đền thờ của vua Solomon trong ngày khai trương vậy còn cảm ơn Chúa thần của Đức Chúa ơi xin ở cùng ở cùng và cứ tiếp tục ở cùng với chúng con xin tiếp tục chúc phước trên đội hình cầu thai kế tiếp để rồi dòng chảy của thánh linh của Chúa không bị gián đoạn trong chúng con chúng con cảm ơn ngài và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen